Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn rất nhiều điều mà mình không thích ở bản thân cũng như là tính xấu của mình. Mình không biết là có bao nhiêu điều nữa. Mình chỉ biết là nó sẽ có rất nhiều và mình cũng không có thứ tự gì cả. Mình nghĩ được cái gì mình sẽ nói cái đấy thôi. Cho nên là hãy ngồi xuống và cùng nghe mình roast bản thân nhé. Mình biết là mình đã nói là cái series sinh nhật tuổi 20 này sẽ là series tích cực ấy. Và tại sao mình lại nói về những điều tiêu cực như này? Nhưng mà mọi người tin mình đi là cái vip này sẽ là vip tích cực. Hãy xem đến cuối cùng nhé. Và thực ra mình biết là mọi người thích mình roast bản thân mà. Mọi người thích nghe roast mà, cho nên là cứ ở lại nghe nó cũng vui ấy. Điều đầu tiên mà mình không thích ở chính mình ấy, đấy là mặc dù mình rất tự hào về việc là mình sống cảm xúc, nhưng mà cái việc sống cảm xúc đấy mang lại cho mình khá là nhiều rắc rối. Rắc rối ở cái việc gì? Rắc rối ở việc là mình nghĩ suy nghĩ rất là phức tạp. Mình rất là dễ buồn. Suy nghĩ phức tạp thì dẫn đến là đôi khi mình phức tạp hóa vấn đề lên, drama hóa vấn đề lên mà không cần thiết. Thứ hai là mình lại còn rất tiêu cực nữa. Sau khi mà các bạn cộng cái combo nghĩ nhiều với tiêu cực vào, nó sẽ ra một cái hỗn hợp không hay ho lắm. Ví dụ như là một cái vấn đề ấy, nó chỉ đơn giản là ở đây thôi, mức độ này thôi, nó là bề nổi thôi, nó không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Nhưng mà mình sẽ phải nghĩ là không, chắc là không phải thế đâu. Vấn đề là mình sẽ không nghĩ theo kiểu tích cực là không phải thế đâu, nhưng tích cực đâu mà là không phải thế đâu, tiêu cực. Xong cộng thêm một cái, một component nhỏ thôi, đấy là mình sẽ luôn luôn nhìn thấy cái điểm xấu đấy ở trong bản thân. Nghĩa là có thể mọi người sẽ nghĩ là cái vấn đề đấy là phức tạp, là do người khác, nhưng mà do đấy mình sẽ nghĩ là không, đấy là tất cả tại mình. Mình sẽ blame mình. Mình là một người ấy mà luôn luôn nghĩ xấu về bản thân mình ấy. Cái này mình nói thật, nghĩa là kiểu nếu mà là bạn bè mình rồi thì mọi người sẽ biết rằng là mình khá là nhìn thấy điểm tốt trong con người khác, rồi đôi khi cũng hơi bị bênh các em mình thái quá, và sau đấy là vì cái điểm tốt đấy mà mình có thể hơi bị mù quáng. Đấy là một điểm xấu nữa của mình rất hay bị mù quáng. Thế nhưng mà mình có vẻ refuse, từ chối nhìn thấy cái điểm tốt trong mình thì phải. Mình nghĩ là mình cũng có những cái đáng tự hào, không phải là không. Nhiều khi mình cũng nói là mình cũng có cái tự hào, nhưng mà mình hay để ý đến những cái mà mình ghét ở bản thân mình hơn. Ví dụ như cái việc mà mình làm cái video này cho các bạn để nói về những thứ mà mình không thích ở bản thân. Đó. Nói chung là vì mình rất là luôn luôn kiểu bị suy nghĩ tiêu cực và lại còn tiêu cực về bản thân nữa, thế nên là mình rất là khó tính. Kiểu người ta chỉ có một cái tính xấu thôi ấy, hoặc là một cái vấn đề thôi ấy, nên sau đấy mình sẽ có một combo bùm 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 bùm, hình thành một kiểu đi thành một cụm luôn. Mình có xu hướng họ dễ tính với người khác hơn là với bản thân, và với bản thân thì cái mức độ khó tính của mình nó tăng lên kiểu nhiều lần. Ví dụ như là mình kỳ vọng là mình ở mức này mà mình không được ở mức này, nghe mình thậm chí nhá, mình cố hết sức, mình tiệm cận cái mức này, nghĩa là chỉ thiếu một tí nữa thôi là được cái mức đấy thôi, nhưng mà mình sẽ kiểu cố hết sức rồi mà vẫn không làm được cái gì cả. Thế là mày chả làm được cái gì cả, không ra gì, thất bại, tầm hại này nọ, không có lý do gì mà mình phải nghĩ như thế, đúng không? Kiểu đang khi mà bạn ngồi nhận xét về bản thân ở ngôi thứ ba, bạn thấy mình thật là ngu ngốc ấy, và mình cũng không hiểu tại sao là mình cứ không ngừng nghĩ như thế ấy. Mình có những cái reminder là tất cả chỉ là trong mindset thôi, này nọ gì đấy. Nhưng đến cái lúc đấy, kiểu cái cảm xúc nó lấn át đi, mình không thể nghĩ được là đáng ra mình không nên nghĩ như thế, và tất cả chỉ ở trong đầu mình thôi. Mình rất là lụy. Mình tin rằng bất kỳ ai là bạn mình đang xem video này cũng sẽ đồng tình với mình, và cũng sẽ ghét cái việc mình lụy như là mình ghét vì mình lụy vậy. Bây giờ thì không ít hơn rồi, nhưng mà trước đây thì lụy tình cảm, lụy arms, lụy quá khứ. Mình sống trong quá khứ, mình là con người sống trong quá khứ. Điều đấy cũng có cái tốt đấy, không phải là không đâu. Tại vì sống trong quá khứ các bạn biết trân trọng những thứ đã từng xảy ra với mình, và sẽ dùng những cái đó để làm động lực cho các bạn tiếp tục tốt hơn. Thế nhưng mà sống trong quá khứ nhiều quá, đôi khi các bạn không tận hưởng được hiện tại, và sẽ lại thấy hiện tại. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Nhiều khi mình thích màu đen quá, mình cũng muốn có tủ quần áo nhiều màu hơn một chút. Mình cũng muốn mặc váy, nhưng mà mình không có eo. Mình thấy bản thân mình rất là béo. Cái này là mình
nghĩ là mình đã thú nhận với các bạn nhiều lần trên vlog của mình rồi. Nghĩa là lý trí mà nói thì mình biết rằng là mình không thuộc dạng quá béo, cũng không phải là kiểu xấu xí hay gì, mà chỉ là béo nhầm chỗ thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn béo gầy hơn và mình muốn có eo. Thế nên là mỗi lần nhìn vào gương thì mình sẽ cảm thấy bản thân thật là thất bại và không có gì, và tự body shaming bản thân. Mình luôn bảo các bạn rằng là hãy cố gắng love yourself, rồi cố gắng chấp nhận những gì bản thân mình đang có ấy. Nhưng thực ra thì mình hiểu được đấy, mình biết là mình phải làm điều đấy, nhưng mà mình cũng đang tập làm điều đấy thôi. Mình không dễ chấp nhận bản thân đến thế. Mình có một cái tính rất là xấu nhá, đấy là nếu mà mình có ấn tượng đầu không tốt về một cái gì đấy rồi ấy, mình sẽ không bao giờ, mình sẽ rất khó để thay đổi được cái suy nghĩ của mình về cái việc đấy. Và đặc biệt là với các môn học nhá, đấy là một cái typical part của mình. Ví dụ lần đầu tiên mình học econ, mình thấy mình học econ, và bởi vì mình chưa bao giờ học kinh tế trước đây, xong rồi đấy là lần đầu tiên sang, xong rồi đấy là kỳ đầu ở Mỹ, xong rồi học bằng tiếng Anh, xong rồi các thứ, nói chung là mình confused lắm, xong rồi mình kiểu bị sợ ấy. Và mình học cái môn đấy xong mình thấy nó, mình ghét nó lắm, thầy giáo thì dở hơi ấy. Đấy, xong rồi mình ghét môn đấy lắm, và mình thấy môn đấy không hay cả, và mình không giỏi. Thế là mình suy nghĩ luôn là mình không giỏi, sẽ không bao giờ giỏi, học làm gì nữa. Nghĩa là mình vẫn đủ điểm để được điểm trung bình môn ok. Mình không thể bỏ ra được khỏi đầu cái suy nghĩ là cái môn đấy nó sẽ luôn luôn là môn mà mình kém. Mặc dù sau đấy thì đến năm 2, kỳ 2 năm 2 mình đã tự chứng minh cho bản thân mình cái đấy sai. Đấy là nếu mà mình học thì môn kinh tế cũng không khó đến thế. Đấy, nhưng mà mình rất là bị ấn tượng đầu ảnh hưởng ấy, và mình rất là cứng đầu. Mình cực kỳ cứng đầu. Mình không biết là kiểu cứng đầu bảo thủ thì nghe nó có tệ quá không ấy, nhưng mà nghĩa là kiểu thực dạng như này nhá, mình không phải là không nghe mọi người nói gì, hay là không bao giờ nhận mình sai hay là gì, nhưng mà kiểu ví dụ như là trong chuyện thay đổi chẳng hạn, và mình đã nghĩ là chuyện A là chuyện A, bản chất mình là A, mình sẽ không muốn mình thay đổi bản chất mình, thế này nọ, mình sẽ không muốn thay đổi. Hay là giống như việc là nhiều khi mình rất là kiểu mọi người bảo là mình phải khác đi, mình phải thay đổi cái A, cái B, C đi cho nó đỡ đi. Nhưng mà xong mình kiểu nghĩ là cái tính cách của mình nó đi theo một combo ấy. Bây giờ mình bỏ cái A đi thì cái B, cái C, cái D, cái E, cái Z nó cũng sẽ đi mất. Thế là kiểu mình cũng hơi bị sợ sợ ấy, không biết là có nên thay đổi không ấy. Rồi nhiều khi mình không dám thử những cái mới, bởi vì mình sợ là thử những cái mới thì mình sẽ trượt ở trong đấy và mình sẽ thay đổi. Đấy, nói chung là cái sự cứng đầu với sự thay đổi của mình ghét sự thay đổi nữa, và rất là sensitive về việc đấy, cực kỳ nhạy cảm. Lại nhắc đến từ nhạy cảm thì mình cũng nhạy cảm nữa. Nhạy cảm ở đây ý, là sensitive ý, là khi các bạn nói một cái gì đấy thì mình dễ kiểu bị suy nghĩ, dễ bị ở đấy thì là, cái đấy là liên quan đến suy nghĩ nhiều nhở. Nhưng mà mình dễ bị suy nghĩ, mình dễ bị kiểu tổn thương. Nói thật là như thế. Bây giờ thì mình đã tập là kiểu nghĩ đơn giản hơn, được hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Và một phần nữa là bởi vì mình cũng học được cách là không show ra quá nhiều nữa, thì bây giờ nó mới đỡ ấy. Chứ còn trước đây thì mình rất là dễ tổn thương rồi đấy. Mình rất là dễ tổn thương. Nhắc đến chuyện mọi người nói, mình sẽ muốn nói đến một cái đặc điểm cực kỳ xấu, cực kỳ ảnh hưởng đến cấp 2, cấp 3 của mình. Đấy là mình là một người rất bị dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Nhưng mà mình ngược lại so với mọi người, nghĩa là khi mà mọi người bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác thì mọi người hay bị ảnh hưởng bởi vấn đề kiểu áp lực bạn bè, hay là nhậu nhẹt, hay là học tập, hay là thành tích hay này nọ, đúng không? Nhưng mà mọi người sẽ không ít khi bị áp lực về chuyện tình cảm, yêu người này, yêu người nọ. Nhưng mà mình thì lại ngược lại. Mình sẽ vẫn tiếp tục viết, mình vẫn sẽ tiếp tục làm vlog, cho dù mọi người có nói gì chăng nữa, mọi người có nói là hồ gì giá nhất, hồ thị mãi chàng chăng nữa, mình vẫn viết, vì mình nghĩ đấy là mình viết để cho mình đọc lại, và mình rất là appreciate việc mình viết để mình hiểu mình đã trưởng thành hơn ấy. Thế nhưng mà trong chuyện tình cảm thì mình rất bị dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác ấy. Mẹ của người ta không thích mình, xong rồi bạn người ta không thích mình sẽ bị suy nghĩ rất là nhiều. Hoặc là bạn bè mình judge về mình với người ta, hoặc là bạn bè mình bảo là người ta không xứng đáng với mình, hay là mình không xứng đáng với người ta. Mình sẽ rất bị nghĩ. Nhưng mọi người thấy rằng rất là nhiều thứ nó chỉ ở trong mindset của mình thôi ấy. Mình còn là một người hay so sánh nữa. Nghĩa là kiểu như là mình so sánh mình với người khác, so sánh A với B, B với C, rồi này nọ. Rồi mình so sánh Đạt với tất cả mọi người. Tất cả mọi người với Đạt nhầm. Nhưng mà mình tự nhận thấy được ấy, là cái việc so sánh đấy nếu mà kiểu nó quá đà ấy, nó sẽ khiến cho mình kiểu lỡ mất những điều tốt đang xảy ra với mình. Thứ hai là sẽ luôn luôn
cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn người khác. Nói thật là nhiều quá, bây giờ kiểu mình có thể ngồi nói với các bạn 20, 30 phút luôn về những cái thứ mà mình không thích ở bản thân hay những cái tính xấu của mình. Và mình cũng nói thật là đấy, mọi người nghe xong thì mọi người cũng hiểu được rằng là mình là một người không thích bản thân lắm đâu. Mình thực sự không thích bản thân một tí nào. Có thể là mình cũng muốn mình tốt lên và thực sự là muốn mình suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng mà cái khó nhất đối với mình là làm sao để thay đổi, làm sao để tốt lên. Ừ, dùng từ tốt lên thì nó sẽ đỡ sensitive với mình hơn. Không phải thay đổi mà là làm sao để tốt lên, làm sao để cải thiện được nó. Và làm sao để vượt qua được những cái khó khăn mà cảm xúc của mình nó phải đối mặt trong cái quá trình thay đổi, cố gắng tốt lên đấy. Thì cái mặt tích cực của cái vít này là gì? Các bạn phải nhận ra được những điều xấu của các bạn trước khi các bạn bắt tay vào việc thay đổi. Một trong những lý do mà năm nhất mình mãi không thoát ra được cái mớ bong bong của bản thân ấy, đấy là mình không chấp nhận sự thật, mình không dám đối mặt. Hồi đấy mình có thể nói là mình hơi hèn, mình nói thẳng luôn là như thế. Và mình cứ bị stuck ở trong cái đống đấy như thế. Và mình rất là lụy. Và sau đấy, bởi vì mình stuck ở trong cái đống đấy mà lại không chấp nhận ấy, cho nên là mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Mình sẽ không bao giờ tốt hơn được. Vậy nên cái vít này là một cái vít awareness. Mọi người hãy thực sự ngồi xuống và nghĩ xem những điểm xấu của mình là gì, những cái gì mà mình ghét nhất được bản thân, mình nên thay đổi điều gì. Thực sự đối mặt với nó, ai cũng có điểm xấu cả thôi. Và thực ra mình nghĩ ấy, nó không phải là điểm xấu đâu, nó chỉ là các bạn quá extreme với những cái tính cách đấy. Ví dụ như là mình nghĩ rằng là mình suy nghĩ phức tạp hay nghĩ nhiều ấy, nó không phải là một điểm xấu nếu mà mọi thứ nó ở mức độ balance. Bởi vì cuộc sống thì nó cũng phức tạp mà, các bạn không thể luôn luôn nghĩ đơn giản được đúng không? Và kiểu đôi khi nghĩ phức tạp và nghĩ nhiều lên thì sẽ khiến cho các bạn tinh tế hơn, maybe. Hay là nhạy cảm thế thôi, nếu các bạn nhạy cảm sensitive thì các bạn dễ đồng cảm người khác hơn. Tuy nhiên thì nếu mà nhạy cảm quá thì lại giống mình. Thế là mức độ vừa phải là được. Thực ra sau năm nhất khi mà mình nhận ra được vấn đề của mình rồi là không chấp nhận ấy, thì mình cũng đã cố gắng thay đổi và mình cũng đã cố gắng nói chuyện với mọi người, những cái người mà mình biết là sẽ giúp được mình. Trước đây mình rất hay nói chuyện với bạn bè, thế nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là bạn bè cũng chỉ là những người bằng tuổi mọi người, cũng đang trải qua những khủng hoảng tương tự. Thậm chí có những người cũng đang khủng hoảng còn tệ hơn, chẳng qua là họ không nói ra thôi. Và cái sức mức độ mature của bạn bè mọi người có thể chênh lệch nhau nhưng sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều. Và cái perspective cũng như kinh nghiệm sống của những người bạn bè của mọi người cũng sẽ không quá nhiều để cho mọi người một cái lời khuyên đúng đắn. Cái người mà đã khiến cho mình ra được khỏi cái mớ bong bong của năm nhất ấy, mình nghĩ là mẹ mình. Thực sự mình nghĩ là mẹ mình có xem vlog của mình ấy, và nếu mà mẹ mình xem đến đây, mẹ mình sẽ cười và thậm chí có thể sẽ khóc. Nhưng mà thực sự là mình trước đây mình không nói chuyện nhiều với mẹ đâu, nhưng mà sau đấy thì năm nhất xong thì mình có nói chuyện với mẹ. Đấy, thì sau khi mà mọi người chấp nhận được, đối mặt được cái vấn đề đấy rồi, và mọi người biết được mình sai cái gì rồi, mình thiếu sót ở cái gì rồi, mình cần cố gắng ở cái gì rồi, thì mọi người bắt tay vào cố gắng. Và mình thì vẫn đang trong quá trình cố gắng. Mình biết rằng con đường nó rất là dài, nhưng mà mình cũng có thể nói rằng là bây giờ mình có willing to change, chứ không phải là không. Và mình chỉ muốn cho các bạn một cái kinh nghiệm, một cái tip rất là nhỏ thôi. Đấy là để nó dễ hơn cho cái quá trình tốt lên của các bạn, thì hãy giữ bên cạnh bạn những người mà kiểu mang đến cho bạn những cái năng lượng tích cực và kiểu tốt đẹp nhất ấy. Những người mà thực sự thương bạn và thực sự hiểu bạn. Và mình thấy là mình rất là may mắn, bây giờ mình có mẹ mình có em mình, mình có một hai người nữa, có Đạt. Mình mong rằng tuổi 20 mình sẽ tiếp tục đối mặt được với những cái khó khăn của mình và những cái điểm xấu của mình, và cố gắng được tốt hơn.